Bắc khiến dân mạng dậy sóng vì công khai động viên Phạm Anh Khoa bị dân mạng tổng tấn công còn trả lời cực choáng. Dòng trạng thái động viên Phạm Anh Khoa của danh hài Xuân Bắc khiến cư dân mạng tranh cãi nảy lửa. Như nhiều nghệ sĩ Việt khác, mới đây Xuân Bắc có đăng dòng trạng thái liên quan đến scandal gạ tình và lời xin lỗi dài 3 trang giấy của Phạm Anh Khoa. Khoa ơi, cố lên em, sai thì sửa, nhầm thì bỏ, cuộc sống này có ai mà không mắc lỗi, quan trọng là mình đối diện với nó thế nào, gạt qua một bên, tiếp tục làm đam mê ca hát để cống hiến tài năng nhé. Anh tin mọi người sẽ hiểu, bỏ qua và tiếp tục ủng hộ em trên con đường ca hát, danh hài Đức Bắc viết. Dòng động viên Phạm Anh Khoa của Xuân Bắc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, những lời an ủi Phạm Anh Khoa của Xuân Bắc lại khiến dân mạng dậy sóng. Rất nhiều trạng thái cảm xúc được sử dụng từ thích, yêu thích đến phẫn nộ, buồn và vô số bình luận trái chiều ở dưới bài đăng. Bên cạnh những ý kiến đồng tình ủng hộ quan điểm với nam danh hài, không ít người để lại những bình luận tỏ ra không hài lòng, thậm chí là chỉ trích trước phát biểu của Xuân Bắc. Thật không hiểu sao anh Nguyễn Xuân Bắc lại có dòng trạng thái mà theo em là đang ủng hộ hoặc động viên Phạm Anh Khoa, trong khi bản thân anh ta đang là nhân vật gây ra tội lỗi này. Không ai hiểu và bỏ qua cho cái tội dâm ô này anh Xuân Bắc nhé. Thử hỏi nếu đây không phải là những người phụ nữ trưởng thành mà là những trẻ vị thành niên hoặc là những bé gái non nớt, thì liệu có tiếng nói nào được lên tiếng cho mọi người biết hay không? Hay lại là sự im lặng của bầy cừu? Còn con sói thì lại tiếp tục nhẫn nhơ. Rất thất vọng vì cái status này của anh Xuân Bắc ạ. Một Facebook lên án. Tấn công tình dục mà làm như sai sót nhỏ, sai thì sửa và không ai đánh kẻ chạy lại cả. Nhưng cũng đừng ghi status an ủi như thế, phải để họ thấu với những gì họ làm. An ủi thì đi nhắn tin riêng, chứ đừng công khai kiểu này, đọc mà chọc giận dư luận. Tấn công tình dục sai rồi sửa là được sao bác? Có tâm thì phải có tâm nhé, một người khác bình luận với giọng điệu gay gắt. Trong khi đó, nhiều người lên tiếng bên vực Xuân Bắc, đồng thời chỉ trích những người khắt khe với Nam Tào và Phạm Anh Khoa. Kệ người ta thôi chú, giờ anh em đồng nghiệp với nhau bao nhiêu lâu, Phạm Anh Khoa có như thế nào thì chú biết, người chơi cùng biết. Cháu định lơ vụ này nhưng thấy status của chú, nên cũng muốn bày tỏ quan điểm thôi. Giờ chẳng lẽ sai thì ép người ta chết mới chịu. Dư luận bảo, thử là người thân của mày bị xàm sỡ xem có được hay không. Cháu cũng nghĩ, sao họ không nghĩ là nếu người thân bạn bè của họ phạm sai lầm như vậy, thì họ có mong được tha thứ hay không? Chú chỉ đơn thuần là an ủi một người anh em của mình, muốn họ từ sai lầm mà đứng lên thì có gì đáng trách chú nhỉ? Cháu cũng chưa thấy nước nào có bộ luật xàm sỡ thì đáng chết cả. Dù sao chú cũng là một phần trong tuổi thơ của bao nhiêu người, cháu tin chú làm gì cũng có lý do của nó, một dân mạng cho hay. Trước phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng, Xuân Bắc đáp trả bằng bình luận. Thế chả nhẹ nói sai thì đừng sửa à, phán xét nhau làm gì? Luôn tự mình biết phải sống tốt và mình tốt mình biết, không phải có thổi tắt nến của người khác để chứng tỏ nến của mình sáng đâu. Trước Xuân Bắc, diễn viên Hồng Đăng cũng vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ dân mạng khi để lại bình luận bênh vực Phạm Anh Khoa dưới bài viết của Thùy Trang, bà xã Nam Rocker. Đối mặt với mọi áp lực từ dư luận và việc bị khui quá khứ đánh phụ nữ, Hồng Đăng buộc phải xóa bình luận đó.